ba dốc thì tìm chưa, mấy cái níu này vô chứ. Nè, nó ký tên, cưng ký tên sao luôn nha. Đó, rồi đưa cho Nga những người xuống hàng xuất vô. Dè đích vô. Vậy là ngày mai gì ta, ngày 11 thì anh còn đi làm rồi đúng không? Anh làm tới 29 rồi. Ủa 29 vậy anh đi phong sao ta, sáng đi phong rồi người ta còn làm sao đi phong? Là ngày mai đi phong. Phong bên kia mà. Bên nào? Bên sân cũ á. Sân cũ hả? Bữa nay chứ không mai vậy? Ngày mai chứ. Bài bữa nay? Ngày mai muốn ngày cuối chứ. Bữa nay mới 20 mà. Cái cũ chứ mới đâu có đi phong đâu. Mới 29 nghỉ. Nghỉ 29 đi phong chứ. Sao chưa được ta?